Xin chào các bạn ơi, mình là Kỳ Anh. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Kỳ MMO. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn một cái dự án Clam các bạn nhé. Dự án Clam hay là còn gọi là những cái kèo xổ số mọi người nhé. Những cái kèo này thì thường là mình không có chắc chắn lắm. Đấy, vì thế cho nên là mình mới gọi nó là kèo xổ số mọi người nhé. Dự án này thì cũng có exchange, có farm, có pool các thứ nha mọi người. Twitter cũng khoảng 4.000 mọi người nhá. Đây ở đây mai kia này thì đây là chỉ là cái mà mình hay gọi là test đấy mọi người nhá. Thì dự án này nó như kiểu một cái dạng gọi là swap, sàn swap nha mọi người. Đấy, farm pool các thứ contract này. Còn hai đây nữa sẽ là lead ở trên sàn PancakeSwap nha mọi người. Đấy, thì cái dự án này nó đang cho mua min là 0,01 BNB đến 5 BNB các bạn nhé. 12 September là khoảng 2 day nữa là sẽ list sàn PancakeSwap. Dự án này có ký hiệu là SPE, có giá khoảng 0,12 đô la một đồng nhé, tầm đấy. Và chúng ta sẽ claim thì sẽ nhận được 200 token. Ở đây thì mọi người sẽ connect đến ví của mình nhé mọi người. Chúng ta sẽ phải trả một ít phí để chúng ta claim nhé. Hôm nay sao nó hiện chậm thế nhỉ? Đơ ở nào ạ? Buồn ngủ rồi mọi người ạ. Các bạn dàn ví vào đây để chúng ta làm link rep nha. Các bạn giới thiệu bạn bè thì chúng ta sẽ nhận được thêm token đấy. Đấy, ở đây các bạn dán ví vào đây, ấn vào get link để lấy link giới thiệu bạn bè nhé. Đấy. Tiếp theo là các bạn có thể mua ở bên này. Các bạn có thể enter ví dụ 1, 0,1, 0,2, 0,3 là các bạn đánh vào đây nhé. Sau đấy các bạn ấn vào buy now. Đấy, ở đây thì các bạn ấn vào confirm là chúng ta sẽ buy thôi nhé. Đấy. Quay lại cái phần ví của mình nhé. Mọi người vào mà claim, các bạn claim ở trên 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 ví Trust Wallet thì mọi người copy lại cái link này này dán vào phần DAPPS ở trên Trust Wallet. Sau đấy thì mọi người sẽ connect đến cái ví của mình, chọn mạng BSC nhé. Sau đấy mọi người claim thôi. Tiếp theo là mọi người copy lại cái contract mình để bên dưới video ấy, các bạn dán vào thì nó mới hiện lên nhé. Các bạn kéo nó hiện lên thì nó mới hiện lên nhé. Mọi người ấn vào đây nha. Nó free 200 thôi. Tổng cuốn con này là 1 tỷ mọi người nhé. Đang có 10.975 ERS đã claim này. Đã mua và claim này. Đấy thì mọi người thấy ở đây. Contract nó ở đây nha. Mình sẽ để ở bên dưới cho mọi người cùng tham gia dự án này nhé. Đấy thì Twitter ở đây và Telegram ở đây. Mọi người có thể theo dõi Twitter nhé. Để khi mà nó update những cái dự án, những cái thông tin gì thì mình có thể theo dõi được. Đấy, mọi người ấn follow cho mình nhé. Đấy, các bạn check qua một ít thông tin về cái dự án này. Cũng có khoảng 4-5.000 người đã theo dõi này. Airdrop có thông báo ở đây này. Đấy. Dự án này có mấy cái hình nhìn yêu nhỉ? Có cả ra cả NFT á. Đấy. Coming soon mà. Ok, thì mình sẽ để link bên dưới cho mọi người cùng tham gia dự án này nhé. Thì bạn nào mà chưa tham gia thì các bạn có thể đăng ký tham gia. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này nhé. Mình sẽ chờ khoảng 2 giây nữa xem list sàn PancakeSwap như thế nào nhé mọi người nhé. Những cái dự án mà nó claim lâu lâu, 1-2 tháng sau nó mới list sàn thì mình cũng không giới thiệu đâu. Nhưng còn thấy 2 hôm nữa thì mình cứ thử đi. Phải không các bạn? Các bạn cứ thử đi, bỏ ra 2-3 đô làm 1-20 đô để làm xổ số, biết đâu nó nhân 5 nhân 10 phải không mọi người? Đấy thì mình đã gọi là xổ số, một là ăn cả hai ngã về không ấy. Đấy thì mình sẽ để link bên dưới cho mọi người cùng tham gia dự án này nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những dự án tiếp theo. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ ủng hộ mình nhé.